Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bài tập nhỏ khi mình sau khi mình học về cái giao diện body mask xong. Thì cái bài tập này nó cũng nhỏ, thì giống như bữa trước mình làm cái hộp salon bát, thì hôm nay mình không làm hộp salon bát nữa mà mình làm cái thùng mì gói. Thì cái này đây, giống như các bạn sẽ thấy cái hình nó sẽ như thế này. Thì khi mấy bạn nào mà sau này khi mà ra đi làm về quảng cáo á, thì những cái này chúng ta sẽ cần làm rất là nhiều. Cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một trong bốn cái thùng này trên phần mềm 3DMark. Thì khi render ra nó sẽ được như thế này. Rồi còn ở đây khi mấy bạn sẽ học thêm, chúng ta sẽ có những cái thêm những cái control để chúng ta có thể diễn thêm được nữa. Ở đây ví dụ như mở tấm cái hộp ra. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cái thùng, nó sẽ có bốn cái nắp mở ra như thế này. Ngoài ra ở đây mấy bạn sẽ có hai cái control, một control để di chuyển và một control này để diễn ha. Thì bốn cái control kia nữa đó. Thì đầu tiên khi mấy bạn trước khi mấy bạn làm á, thì mấy bạn phải coi cái kích thước của cái hộp này khi khách hàng cung cấp cho. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy này, ở đây nó sẽ có kích thước khi khách hàng cung cấp cho mấy bạn. Giả dụ như chiều chiều ngang là 340, chiều dọc là 520, chiều ngang. Thường thì hai chiều dọc nó sẽ bằng nhau và hai chiều ngang sẽ bằng nhau. Còn đây là chiều cao 175. Thì đó tùy theo cái kích thước mà khách hàng cung cấp cho mình, thì bắt đầu mình mới từ đó mình mới dựng lên được ha. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ làm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cho tới cái công đoạn, có nghĩa là mình làm UV model tới đây và mấy bạn sẽ UV được đây đó, tới cỡ này ha. Thì tới cỡ này là mấy bạn sẽ xong được cái phần gọi là model model rồi. Thì sau khi xong phần model thì bữa sau mình sẽ học về cái lúc mình áp texture và mình rig một chút về rig ha. Rồi bây giờ đầu tiên á, mình sẽ vẽ một cái bóc. Đây mấy bạn vô công cụ này, mấy bạn sẽ tạo cho nó một cái bóc, mấy bạn cứ tạo sẵn ra. Rồi ví dụ ở đây chiều ngang của mình ví dụ là 250, chiều dọc mình cũng có thể là 250, thì cái bởi vì cái hộp này nó cũng tương đối là vuông, hoặc là mấy bạn có thể là 270 cũng được, ví dụ như vậy đó. Rồi chiều cao của mình ví dụ như khoảng 90 đó, coi như là tương đương gần gần giống như cái hộp này rồi rồi đó. Rồi thì bây giờ mình tạm thời mình chỉ xử lý trên cái này thôi ha. Thì ở đây mấy bạn đầu tiên mấy bạn sẽ thấy cái segment này mình đặt nó là hai đó, để nó sẽ làm hai cái nắp mở ra ha. Rồi ở đây mấy bạn sẽ áp cho nó một cái modify edit poly. Tiếp theo á, là mấy bạn sẽ chọn cái vertex và chọn hai cái miếng, hai cái vertex trên cùng này, mình nhấp phải vào đây và mình chọn rect. Thì rect ở đây có nghĩa là nó tách luôn cho mấy bạn là bốn cái này ra thành bốn cái, một cái vertex ra thành bốn cái vertex khác nhau. Rồi bây giờ mấy bạn phải chọn qua cái polygon, mình nắm cái này, mình kéo nó lên đây. Rồi bắt đầu mình bật cái angle snap, nhấn phím E hoặc là kích vào cái công cụ xoay. Thì ở đây mấy bạn có thể xoay qua 5 độ ha, bắt đầu từ 5 độ ha. Ví dụ như ở đây mấy bạn chú ý cái thông số dưới này, mình sẽ xoay 90 độ. Rồi tiếp theo mình vào cái công cụ snap này, mấy bạn bật snap lên và mấy bụng mấy bạn nhấp chuột phải. Ở đây mình tất cả những cái tích này mấy bạn sẽ tắt hết, mình chỉ sử dụng cái vertex thôi. Các bạn qua cái option thì mặc định hai cái này nó sẽ tắt. Thì ở đây mình sẽ bật hai cái này lên. Cái này nếu mấy bạn snap nó vẫn đi snap nha mấy bạn. Cái này
Ở đây khi mấy bạn chọn cái này, mấy bạn xử lý không á, thì mấy bạn nhớ lock lại ở đây, hoặc là mấy bạn nhấn chữ spacebar để chúng ta lock cái đối tượng này mình đang chọn ha. Rồi có nghĩa là khi mấy bạn ở đây, khi mấy bạn nó sẽ có thể di chuyển nhiều hướng khác nhau, cho nên mấy bạn sẽ enable cái ASIC này nữa để mấy bạn kéo nó qua. Thì bây giờ hiện tại cái này nó đang bị méo, bắt đầu mình để cái con trỏ vào ngay trục Y này và mình click vô đây giữ và mình kéo thẳng qua đây, kéo thẳng xuống dưới này là tự động nó sẽ snap ra đây cho mấy bạn đó. Hiện tại là mấy bạn có một cái miếng bên một bên rồi, mấy bạn mở cái lock này ra, chọn bên này, chúng ta cũng xoay nó tiếp 90 độ. Rồi mấy bạn lock nó lại đây, chúng ta cũng snap nó đây. Rồi rồi chúng ta để vào cái trục Z này để mình kéo nó lên đây đó. Mấy bạn thấy lúc này nó đã ra hình dáng rồi, đúng cái hình dáng rồi. Tiếp theo thì bây giờ mấy bạn mở cái này ra. Hiện tại khi nãy mấy bạn tắt mấy cái này đi ha. Hiện tại khi nãy mấy bạn rec đâm ra cái này nó đang có, nó tách rời ra, cho nên mấy bạn chọn hai cái này. Mấy bạn để ý ở đây nó có cái hai cái vertex ở đây, thì mấy bạn chọn nó, chọn well để nó thành một. Tiếp tục ở đây mấy bạn cũng chọn ở đây, mấy bạn cũng well nó. Rồi nó thành một rồi. Thì bây giờ mấy bạn cái đường này mấy bạn không cần nữa, mấy bạn chọn nó và chọn lấp, nhấn Ctrl và nhấn chữ Remove để nó xóa sạch cả đường và cả vertex cho mấy bạn. Rồi tới đây thì mấy bạn đã hai, mình sẽ còn hai cái miếng nữa, nhưng mà mình sẽ làm sau, mình làm theo trình tự nha mấy bạn. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ UV nó. Mấy bạn vào Modify List và mấy bạn chọn Unwrap ha. Thì ở đây mấy bạn mở cái Open Editor này lên. Thì ở đây mấy bạn sẽ thấy, mấy bạn sẽ click vào cái này, tắt Custom, tắt cái này đi. Rồi ở đây đầu tiên mấy bạn sẽ chọn hai cái điểm này, là hai cái điểm vị trí này ha. Mấy bạn chọn nhấp phải và chọn Stick Select. Đó là những cái điểm tiếp theo ở đây, nó sẽ bắt về đây. Là chúng ta sẽ đang làm cái miếng vòng quanh này, vòng quanh cái này, không làm hai cái miếng trên này, không làm cái đáy nữa. Tiếp theo mấy bạn chọn tiếp Stick Select. Tiếp Stick Select. Đó. Đó, hiện tại chúng ta đã có một cái vòng bốn cái bốn miếng này rồi ha. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ chọn cái phần trên này để mình coi biết đây. Cái phần này mấy bạn có thể click vào đây, các bạn select by element để mình kéo nó lên. Khi mấy bạn tích vào đây thì mấy bạn sẽ thấy nó có cái điểm này, thì có nghĩa là cái điểm nối tiếp theo của nó là hai cái điểm này đó, thấy không? Thì ở đây mình có thể có nhiều cách mấy bạn. Đây mình sẽ kéo tiếp cái element này lên, lên đây ha, để mình bắt đầu mình nối vào đây. Mấy bạn tắt element đi và bắt đầu mình nối nó. Thì ở đây á, mấy bạn có thể bật snap lên, mấy bạn click vào đây, mấy bạn nắp nó vào đây. Rồi chọn hai cái này, mấy bạn nắp nó vào đây, cái này cũng vậy, các bạn nắp nó vào đây, nắp nó vào đây. Rồi mấy bạn chọn nguyên cái dãy này, mấy bạn nhấp phải, mấy bạn chọn well select ha. Rồi ở đây có nghĩa là nó không well, có nghĩa là nó không đúng điểm. Mấy bạn thấy đây, có nghĩa cái điểm này nó phải nằm ở dưới này, cho nên á mấy bạn sẽ chọn element một lần nữa, mấy bạn mirror nó qua. Tại vì cái điểm này khi nào mấy bạn chọn thì cái điểm này nó phải nằm bên này,
Các bạn nhấn mirror một cái, rồi các bạn nhấn giữ và kéo xuống dưới mirror một cái nữa. Đó, hiện tại thì bắt đầu nó đã xuống dưới rồi. Thì xuống đây thì bây giờ mấy bạn chọn hai cái, mấy bạn well select là nó dính. Đó. Ngoài ra thì mấy bạn ở đây mấy bạn sẽ có cái điểm nữa, đó là mấy bạn muốn canh toàn bộ cái này nó thẳng, mấy bạn chọn hết cái này. Mấy bạn vào đây. Canh hàng, align nó. Canh hàng, align nó hoặc là hàng dọc. Align nó. Thường mấy khi mấy bạn làm UV mấy cái này mấy bạn nhớ làm cho nó thẳng hàng để sau này cái UV của mình nó sẽ được đẹp hơn ha. Rồi đây, tới đây thì bây giờ bắt đầu mấy bạn tạm thời mấy bạn sẽ áp cho nó một cái gọi là cái checker. Thì mấy bạn click vào đây hoặc mấy bạn có thể nhấn chữ M trên bàn phím. Ở đây thì mấy bạn có thể vào bất cứ một cái ô nào đó, sau đó mình nhấn ngay chỗ diffuse này và mình chọn checker. Ha, ở đây giả dụ mình để là 20, 30 đi. Cái tiling mình để là 30. Xong mình áp vào nó luôn. Mình show nó lên. Đó. Thì cái nhiệm vụ cái checker này á, có nghĩa là bây giờ mấy bạn làm sao đó, những cái hình vuông đen trắng này á, nó càng vuông thì nó càng đúng. Ha. Giống như cái phần mặt đáy của này là đúng nè. Nó đã đúng rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ làm cái phần này thôi. Ví dụ như cái phần này. Mình sẽ kéo nó qua, ví dụ như mình kéo nó qua đây. Đây mấy bạn thấy nó đã vuông rồi. Thì khi mình kéo đó thì mình cũng phải kéo bên này. Mấy bạn muốn cho nó trùng với lại cái mặt đáy á, thì mấy bạn di chuyển toàn bộ cái này tới đây. Rồi. Có nghĩa là mấy bạn sẽ snap cái này. Mấy bạn hiện tại mình có bật cái snap này lên. Thấy không? Thì nó snap giống như cái đường này là nó sẽ trùng. Ha. Tiếp theo mình sẽ làm tiếp cho cái phần bên này. Cũng như vậy luôn. Mấy bạn nắp tương đối nó vào đây. Rồi. Toàn bộ cái này. Đó. Rồi. Bây giờ cái phần này nó đúng rồi. Bây giờ bắt đầu mấy bạn có một cái phần tiếp theo, đó là bây giờ mình chọn toàn bộ này, mình kéo nó ra lại. Đây. Bây giờ đến cái phần này. Mấy bạn kéo nó ra. Đây, bên này nó sẽ chạy. Đó. Mấy bạn làm sao cho những cái miếng này của mình nó càng vuông càng tốt nha mấy bạn. Càng vuông thì càng giống. Đây. Tiếp theo phần này mình phải kéo nó ra một chút nữa. Đây. Đó, mình đã có một cái đúng rồi. Bây giờ mấy bạn phải giống lại một lần nữa để cho nó không bị xê xích về cái UV. Ha. Rồi. Khi mấy bạn tới đây là mình đã ổn về cái phần UV rồi. Mình tạm gác nó qua một bên. Ha. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm tiếp tất cả những cái phần còn lại. Mình vào Edit. Mình chọn cái Edit Poly một lần nữa. Rồi. Các bạn qua Object này. Qua cái phần display mấy bạn chọn vào cái object color này. Mấy bạn quay trở lại để nó không có show cái phần checker lên nữa. Thì tới đây bắt đầu mấy bạn sẽ transfer cho nó. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái này. Đây. Bốn cạnh xung quanh và bốn cái miếng, bốn cái cạnh của cái đáy luôn. Chọn toàn bộ. Và mấy bạn click vào cái phần transfer này, vào cái option. Các bạn click vào cái này, các bạn chọn là 2 và chọn cái phần trên này nó là 2.
Mấy bạn nhớ nha, cái unit setup của mình luôn luôn là cm nha mấy bạn. Rồi tới đây mình ok nha mấy bạn. Rồi tới đây thì bây giờ mình sẽ bốn cái góc này mình hơi dư một chút, cho nên mình phải xóa bỏ những cái phần này. Rồi chọn qua cái này, bốn góc này mình phải xóa thủ công. Mình nhấn Ctrl, nhấn Remove, rồi mới chọn cái này. Mấy bạn click vào đây và mình snap để cho nó giống thẳng hàng xuống dưới này. Có nghĩa là nó thẳng hàng từ trên xuống dưới luôn. Tiếp theo mình sẽ qua phần này, mình cũng sẽ xóa bỏ phần này. Xong qua Vertex, chọn cái này, chọn cái này, mình Shift Ctrl, mấy bạn chọn Ctrl thôi, Ctrl với Remove. Rồi từ đây mấy bạn sẽ snap nó tiếp cái phần này ha. Rồi tiếp theo các bạn xóa tiếp, nhấn Ctrl để nhấn Remove Ctrl. Rồi tiếp theo mình cũng snap lại cái phần này cho nó đẹp. Rồi tiếp theo bây giờ mình còn cái phần cuối cùng. Rồi mấy bạn nhấn Remove. Rồi Shift. À không, mấy bạn chọn Snap thôi, không cần Shift gì hết. Đó, rồi. Hiện tại mình đã có rồi ha. Bây giờ mình sẽ chọn tất cả những cái phần này, bởi vì cái phần này khi mình nãy mình lấy, mình sẽ kiểm tra những cái điểm này. Ví dụ như hai cái điểm này, mấy bạn sẽ thấy nó là số 22, không có. Cái này 30, cái phần này không có luôn. Mấy bạn chọn ba cái này mà nó là 3 điểm là đúng. Nếu mà nó là 4 điểm có nghĩa là nó dư điểm. Dư điểm thì mình phải xóa bớt ha. Rồi tới đây là đã ổn rồi. Bây giờ mấy bạn sẽ tạo hai cái cạnh hai bên này. Mấy bạn nhấn Shift, nhấn Ctrl hai cái để mấy bạn chọn hai cái. Xong bắt đầu mấy bạn chọn cái address này. Mấy bạn có thể chọn setting hoặc chọn thẳng ở đây để mình kéo lên. Ví dụ chọn thẳng ở đây mình kéo lên cũng được, nhưng đây thì nó đi không đúng ý mình ha. Cho nên mấy bạn chọn Shift, lấy cái setting này nè. Rồi mấy bạn để 0,0, mấy bạn ok. Xong mấy bạn kéo lên. Thì cái này mấy bạn chỉ cần phân nửa cái số này thôi, bởi vì hai cái miếng này sẽ gặp vô bên trong đầu tiên, rồi hai miếng lớn này gặp vô tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái số vertex này nữa. Hiện tại nó là 4. Mấy bạn quay nó lại, quay đây, còn 3. Quay tiếp, còn 3. Quay tiếp, còn 3. 3 mới là đúng nha mấy bạn. Quay tiếp, còn 3. Rồi. Rồi bây giờ mình đã có một cái hộp rồi. Nhưng cái vấn đề của mình đó là bây giờ mình chọn lại cái Material Color thì mấy bạn sẽ thấy không? Có nghĩa là bây giờ mình còn hai cái mình chưa UV. Thấy không? Mình còn hai cái mình chưa UV. Bây giờ mình UV một lần nữa. Mấy bạn chọn Unwrap, mở cái bảng này lên. Rồi ở đây các bạn tắt cái này đi. Rồi bây giờ mấy bạn sẽ chọn vào cái điểm này và cái điểm này, hai cái điểm mà mình mới của cái này, nó là hai cái này. Mấy bạn nhấn Shift, mấy bạn kéo lên phân nửa. Tiếp theo bên này mấy bạn cũng làm như vậy, mình cũng nhấn Shift để mình kéo lên ha. Đây thì mấy bạn sẽ thấy ở đây, khi mấy bạn kéo lên nè, mấy bạn kéo lên để cho nó vuông hết là nó đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn méo méo như thế này nè, nó là hình chữ nhật thì chưa đúng, cho nên mình kéo lên một chút nữa, kéo lên một chút nữa ha. Rồi tiếp theo ở đây mình đã có rồi, mình đã UV tiếp được rồi, thì bây giờ mấy bạn sẽ giống cái đường, mấy cái đường này cho nó thẳng lại.
Rồi, mấy bạn chú ý nha, những cái đường này á của mấy bạn, nếu mấy bạn có giống lại á thì mấy bạn nhớ chọn kỹ kỹ một chút, không nó lại chạy đường thì xấu. Rồi tiếp cái phần này mấy bạn giống nó lên. Rồi. Đó mấy bạn đã có rồi. Bây giờ mình vẫn mình scale nó lại để cho nó nằm ở trong một cái ô vuông này thôi. Thì nó lọt ra ngoài này là nó không đúng nha mấy bạn. Rồi. Bạn kéo nó lại. Ở đây khi mấy bạn nắm thì mấy bạn kéo keo chung với cái phần đáy luôn. Rồi mấy bạn sẽ sắp lại cái vị trí cho nó nằm lọt thỏm bên trong. Đây. Rồi, tạm thời mình có như vậy đi. Tiếp theo bây giờ mấy bạn sẽ cho nó một cái độ dày. Trước khi mấy bạn cho nó một cái độ dày, mấy bạn phải cho nó một cái edit poly tiếp. Thì mình sẽ giải thích về cái edit poly này. Cái edit poly này thực chất nó đang là nó sẽ mình sẽ làm tiếp một cái động tác nữa, đó là mình sẽ chặn đường cạnh cho nó. Chặn đường cạnh để khi mình smooth đó, nó không bị chạy, nó sẽ xấu ha. Ví dụ như mình không chặn đường cạnh, mình sẽ chọn tuột bo smooth ở đây thì mấy bạn thấy nó sẽ xấu, nó chạy lung tung, không quá đẹp ha. Ở đây bắt đầu mình thêm một cái edit poly tiếp, bắt đầu mình sẽ chặn cạnh cho nó. Mấy bạn chọn qua cạnh, mấy bạn chọn hết cái đống này đây, nhấn F3 để mình thấy được hết cái này ha. Mấy bạn chọn vào cái connect setting, mấy bạn chọn lên là 2, rồi mấy bạn sẽ đẩy nó, đẩy cái option giữa này nè, mấy bạn đẩy qua 98 ha. Rồi ok, rồi tiếp mấy bạn ở đây bên phía bên này mấy bạn cũng vậy, mình cũng đẩy option ra, mình chọn 98 luôn, là cái này là 2, ok luôn. Rồi tiếp theo mấy bạn sẽ chặn cái phần phía trên này của hai cái miếng lớn này. Lúc này thì mình chỉ chặn một một đường thôi, cho nên mấy bạn chọn custom trong cái connect này nè, mấy bạn chọn đưa về không, rồi mấy bạn chọn cái này. Ví dụ ở đây nó sẽ chạy ngược nhau, cho nên á mình sẽ không dùng một lượt hai cái nữa mà mình dùng từng cái, có nghĩa là mình sẽ connect cho từng bên. Ví dụ mình làm ở đây, mình đẩy cái này lên giả dụ như 98, rồi các bạn ok. Tiếp theo phía trên này mấy bạn chọn tiếp, mấy bạn connect tiếp ngược lại cái số này, mấy bạn nó là âm 98, đẩy ngược lên ha. Rồi tiếp theo bây giờ nó còn hai đường nữa, đó là hai bên cái cạnh nhỏ này, các bạn thấy không, mình nó còn hai cái miếng bên này nữa. Rồi ở đây mình connect tiếp, lúc này mình lại là 98, đi ngược lên ha. Ok, qua bên này mấy bạn cũng chọn nó nữa. Chọn connect, mấy bạn cũng chọn 98. Rồi.
Đây là nó hơi lên trên này một chút, mình có thể đẩy nó xuống chút xíu tùy mấy bạn ha. Ví dụ mình chọn hai đường này, mình lúp nó, mình đẩy nó xuống một chút xíu để cho cái cạnh này mấy bạn thấy không, hiện tại nó không đều nhau, mình đẩy nó xuống chút xíu cho nó đều nhau, nó vuông đây. Rồi tiếp theo bây giờ mấy bạn sẽ còn hai cái chặn nữa, đó là ở ngay cái góc này, hai cái góc này. Bây giờ mình sẽ chặn, mình chọn toàn bộ cái này các bạn thấy không. Rồi mình chặn nó một đường ngay đây ha. Đó bây giờ nó là 98, mình có thể giảm xuống 97, đó 96, 97 đi. Rồi 97. Rồi tiếp theo mình chọn hai cái đường này nữa, connect tiếp. Lúc này mình sẽ chọn nó là âm. Rồi bên này cũng vậy, âm, ok. Rồi đến hai cái cạnh hai bên này, thì cái này mình sẽ chặn cạnh rất là nhiều cho nên mấy bạn chú ý chút xíu ha. Rồi connect, ok. Rồi connect, ok. Rồi tới đây là mấy bạn đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình thêm một cái lệnh nữa, đó là cái lệnh sell, giống bữa trước mình làm cái ống nước á. Đó. Bây giờ cái lệnh sell này nó làm dày ra. Mình trở về cái object color cho mấy bạn dễ thấy. Nó làm dày ra, có nghĩa là mình dùng cái outer 2 2 chấm ha. Outer amount 2 chấm. Rồi bây giờ mình thêm một cái lệnh turbo smooth để xem nó hình dạng nó thế nào. Đây. Đó. Các bạn có thể tăng lên 2 và chọn cái insulate này. Thấy không? Đó, tới đây là mấy bạn đã hoàn thành rồi. Mà mấy bạn đã UV tốt rồi. Ha. Đó. Rồi ví dụ mấy bạn sẽ xem cái mẫu. Đây. Các bạn sẽ thấy ở đây. Khi thùng xốp nó chưa strict thì nó nằm ở cái tư thế này. Ha. Đó. Thì hai cái miếng cái mặt sau á mình sẽ tính sau. Đó, đây là cái thùng. Còn cái đây cái mẫu. Thì bữa sau thì bắt đầu mình sẽ làm cái UV cho mình, là sẽ làm cái texture cho nó, thì mấy bạn sẽ có những cái texture như thế này. Rồi bắt đầu mình sẽ làm anim cho nó một chút. Đó, mình skin nó. Thì lúc đó mình sẽ mở ra được như vậy. Đó, tới đây mình đã hoàn thành rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Hẹn bữa sau.